tục về xe lớn phục vụ cho các anh chị dịp cuối năm nha. Hôm nay Mai vừa mới về một chiếc là Ford Everest phiên bản Titanium, một cầu số tự động máy dầu đời 2021. Xe đi mới có 28.000 km thôi. Một chủ từ đầu các anh chị, đăng ký lần đầu là tháng 4 năm 2021. Xe màu trắng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đây, phiên bản này là máy dầu 2.0 biturbo nè. Đèn của mình là đèn bi LED, có đèn LED ban ngày, có cảm biến trước sau luôn. Phiên bản Titanium của mình là phiên bản đầy đủ rồi các anh chị, đầy đủ option rồi ha. Phần nước sơn các anh chị thấy không, khá là đẹp, lồng màu liền lạc từ trước ra sau. Xe này thì anh chủ cũng lên khá thuận tiện cho mình luôn rồi. Các anh chị xem phần vỏ nè, những dòng mà xe gầm cao thì thường vỏ của nó sẽ ra gió sẽ như thế này các anh chị nha. Xe này đi hai mấy nghìn km vỏ ra gió còn sâu lắm. Dòng này là vỏ của Goodyear các anh chị nha. Đấy. Ở xe này thì vỏ zin theo xe các anh chị, đét vỏ là tầng thứ 43 của 2021. Cái này đét vỏ lắc vô trong rồi. Lát nữa Mai sẽ kiểm tra. Mai sẽ kiểm tra cho các anh chị mình đét vỏ sau ha. Xe này là mâm 20 các anh chị nè. Đăng kiểm của mình là còn tới tháng 10 năm 2023, còn dài, vô tư xài luôn. Ở đây mình có cái camera 360 này các anh chị, có cảnh báo điểm mù luôn nha. Rồi có dán phim rồi. Đầy đủ cho các anh chị mình sử dụng ha. Everest này là form 2021, mặt ca lăng của nó sẽ là mặt ca lăng mới, nhìn nó đẹp. 20 ha cái. Đó, keo chỉ ốc ác nè. Xe này anh chủ giữ rất là kỹ, từng những cái phần nhựa là đều được nẹp hết cho mình luôn cái gì ha. Ở đây nè. Ở đây nè. Đó. Keo chỉ ốc ác nguyên zin nha. Xe bên Mai thì trước khi đưa về thật kiểm tra xe rất là kỹ rồi thì mới đưa xe về nên chị mình yên tâm. Xe này biển số 72 Vũng Tàu nè. Bên Mai thì sẽ có hỗ trợ cho mình bao rút hồ sơ, hỗ trợ giao xe về tận nhà. Anh chị nào ở xa mà xem được video này ưng xe thì cứ chốt giá đặt cọc cho Mai khoảng 20 triệu thôi. Mai sẽ hỗ trợ giao xe về tận nhà cho mình nhé. Các anh chị về thì cứ đi test hãng, test thầy thợ thoải mái. Xe bên Mai cam kết cho mình là không đâm đụng, không ngập nước, không đầy tu động cơ hộp số nhé. Test hãng thoải mái luôn các anh chị. Đi kiểm tra đúng như bên Mai cam kết thì mình mới nhận xe, thanh toán phần tiền còn lại, ký mua bán ký quyền gần nhà các anh chị mình luôn ha. Ở phiên bản này là bản đủ nên trang bị đầy đủ các anh chị camera lùi, cảm biến lùi luôn. Cho các anh chị xem sơ qua phần gầm bệ giúp Mai, gầm bệ và lớp dự phòng ha. Xe này là anh chủ dán phim 3M qua auto phim nè, dòng này cũng xài ok các anh chị. Lớp dự phòng nè, còn mới cáo các anh chị cũng xài được một hoặc hai lần rồi nhé. Đây, mở phần cốp cho mình kiểm tra. Rồi, bên trong cốp thì phần nỉ nè các anh chị thấy không? Rất là mới. Hàng ghế thứ ba thì gặp gọn luôn, gần như là không có sử dụng tới các anh chị. Phần nỉ mới cực kỳ, lót cho mình thêm một cái tấm nhựa như thế này nhé. Xe này thì đây các anh chị nhìn giúp Mai, khi mà mình mở hoặc là đóng cái hàng ghế thứ hai thì mình chỉ cần bấm nút như thế này, rất là nhẹ nhàng các anh chị thấy không. Đó, Mai sẽ đóng bớt một cái ghế xuống cho các anh chị kiểm tra cái da ghế hàng ghế thứ ba giúp Mai luôn. Ở những dòng xe khác thì mình vẫn phải kéo dây rất là cực khổ ha. Đó, da ghế còn mới căng bóng nè. Hàng ghế thứ ba thì có hộp gió làm mát nha, có đèn trần nha. Ở phía sau này mình có cổng sạc điện 12V đầy đủ nè. Phần nhựa các anh chị thấy không, ốp rất kỹ luôn, phần nhựa rất là đẹp các anh chị, còn mới, nó không có bị chày xước gì hết á. Ốc cabo, keo chỉ cabo là còn ốc cốp, keo chỉ cốp các anh chị nguyên zin ha. Đó, những cái vết bấm điện từ nhà máy là còn luôn các anh chị nè. Everest thì nếu các anh chị có theo dõi kênh của Mai thì mấy hôm trước là bên Mai về rất là nhiều. Có bản Ambient, có bản Titanium một cầu màu đỏ nè. Rồi có bản Titanium hai cầu màu vàng các anh chị, màu vàng ghi ha. Thì các anh chị mà quan tâm thì biết là mấy xe kia Mai mới nhận cọc của khách rồi. Chỉ còn một chiếc là Ambient máy dầu 2019 màu đen á. Anh chị quan tâm thì liên hệ Mai nhé. Dòng này máy 2.0 biturbo thì tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng tầm 6 nè cho đến 7 lít nè, đường Sài Gòn khoảng 8-9 lít ha. Đời thất nè các anh chị, hàng ghế thứ hai da căng bóng đẹp nè. Có hộp gió, có hộp điện, có nẹp bước chân trong ngoài, sàn 5D cho mình luôn nha. Trần nguyên bản nha, trần nguyên bản, nhưng cái phần nỉ này cái màu nó là màu đen á nên nó rất là sạch sẽ, mình không có sợ bị bôi dơ. Sợ nhất là mấy dòng xe mà nội thất màu kem kem rồi này kia đó, rất là dễ dơ. Ở đây là ghế của mình chỉnh điện nè, đó ghế chỉnh điện ha. Rồi xe thì chìa khóa, trời chìa khóa bọc đẹp quá các anh chị, chìa khóa bọc rất là sang luôn. Chìa khóa thông minh đề nở startup nhé. Xe đi 28.862 km nè. Ở đây mình sẽ có trên này là những cái túi thơm. Đây là cruise control nè, đàm thoại rảnh tay nè, đầy đủ cho mình sử dụng ha. Phía trên này là táp lô, cảm biến đèn, cảm biến gạt mưa,
màn hình. Đây cho các anh chị xem, xe này có nè. Đó. Khi mà mình xi nhan qua bên này là có xi nhan qua bên nào là nó có camera bên đó hết ha. Rồi phía trước cũng có cam, dàn lạnh là hai vùng độc lập nha. Cổng sạc, cổng USB nè, cân bằng điện tử nè. Ở trên này là có cái bọc hết cho các anh chị luôn, bọc da hết rất là kỹ càng từ cái cần số cho tới cái phanh tay luôn á. Da ghế nè. Rồi ra phía trước mình sẽ kiểm tra cho các anh chị phần động cơ và ốc capo ha. Khi mua xe qua sử dụng thì Mai cũng khuyến khích các anh chị mình đi kiểm tra ở một đơn vị thứ ba để cho mình cảm thấy yên tâm hơn ha, về mua xe về không có mất ăn mất ngủ. Còn xe bên Mai thì có cam kết rồi, các anh chị mình yên tâm. Capo là có tia ban trợ lực luôn nha. Ốc capo keo chỉ capo còn nguyên zin. Máy là đang nổ luôn các anh chị nha. Máy đang nổ rất là êm luôn á. Xe bên Mai có cam kết cho các anh chị thì cũng có bảo hành cho mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây. Đó là bảo hành riêng của bên Mai. Bảo hành 6 tháng 5.000 cây động cơ hộp số. Tuy nhiên là xe này thì tháng 4 2021 thì mình cũng còn bảo hành chính hãng cho đến tháng 4 2023. Đây ốc ác sơn phết đầy đủ ha. Tem mát đầy đủ luôn. Ốc ác nguyên zin nha. Rồi anh chị nào mà quan tâm xe này thì liên hệ ngay với Mai, Mai sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho mình nè, hỗ trợ đăng ký trên toàn quốc nè, hỗ trợ giao xe về tận nhà, hỗ trợ trao đổi và thu mua xe qua sử dụng. Các anh chị nếu mà có xe không có nhu cầu sử dụng nữa, muốn lên đời đổi xe thì liên hệ với Mai, Mai sẽ hỗ trợ định giá xe miễn phí cho mình luôn. Đó, anh chị nào mà quan tâm từng thủ tục mua bán, định giá báo giá thì liên hệ ngay với Mai nhé. Còn quan tâm xem thêm nhiều xe khác như là Chevrolet Trailblazer, máy dầu số sàn, máy dầu số tự động nè, Sorento, máy dầu nè, Serena, máy dầu nè, Santa Fe, máy dầu nè. Ngoài ra những dòng máy xăng như là CRV hay Outlander, còn một chiếc Fortuner 2020 nữa, máy dầu số tự động nhé. Quan tâm những xe kia thì liên hệ với Mai theo hotline, Mai sẽ gửi hình ảnh thông tin xe cho các anh chị mình xem. Hoặc đăng ký theo dõi kênh của Mai, lướt xuống bên dưới để xem thêm nhiều video xe nữa nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Phần giá bán chính xác Mai sẽ để dưới comment, cũng như là các anh chị hãy comment chia sẻ phần giá bán chính xác, giá bán theo các anh chị là khoảng bao nhiêu là phù hợp. Hãy chia sẻ với nhau đi để mình cùng thảo luận và có cái giá bán phù hợp cho các anh chị mình ha. Rồi cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.